Ok, chào tất cả bạn, mình là Thủy Bằng TV và hôm nay thì mình mới đặt được mấy cái đơn hàng ở trên Shopee các bạn. À, một đơn hàng thôi nhưng mà cái này thì nó có cái mạch khá là hay các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở ra cho anh em xem nó là cái gì nhá. Đó, mạch không. Thì đây là một cái bộ gọi là bộ remote các bạn. Bộ này thì chuyên sử dụng cho những cái chiếc quạt bình thường để các bạn độ lên thành những cái chiếc quạt điều khiển từ xa nhá. Đấy, đây các bạn, đây là mạch này. Vậy thì mình sẽ tiến hành chế lại cái chiếc quạt đều đều của mình đang dùng các bạn. Quạt tế treo tường ấy, dùng cũng được tầm khoảng hơn chục năm rồi ấy. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành độ cho nó lên thành một cái phiên bản điều khiển từ xa nha mọi người. Đấy, đây là cái phiên bản điều khiển từ xa này. Ở đây thì nó có hai loại các bạn. Đó, một cái loại xịn hơn và một cái loại thì sử dụng cho quạt bình thường. Còn đây thì có thể sử dụng cho cả những cái chiếc quạt điều hòa nhá. Công suất của nó có thể lên tới là 300W. Đấy, có công tắc này. Đấy, đây là cái remote này và cái remote này thì có thể sử dụng chung cho cả hai mạch nha. Đấy, tức là cái này thì mình có thể đấu một cái quạt này, cái này thì mình đấu một cái quạt khác nữa. Mình có thể sử dụng chung được một cái remote. Đó, link mua hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả video cho các bác xem nhá. Đây là cái điều khiển của nó này. Đấy, điều khiển nhìn cũng khá là xịn sò luôn. Rồi, cái chỗ này là cái chỗ người ta gọi là ngăn cách cái pin ấy, mình tút ra là có thể sử dụng được nhá. Đây các bạn, đây là cách đấu mạch nha. Hôm nay thì mình sẽ đấu trên cái mạch này. Ở đây thì có hai cái mạch này, sử dụng cho cả những cái chiếc quạt điều hòa và cái chiếc quạt bình thường đây. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng một chiếc quạt bình thường thôi. Trên này thì nó có cả một cái còi nha các bạn. Đấy, cái này chính là cái còi nha các bạn. Đấy, và cái này thì mình sẽ cắm vào đây. Cái này thì mình sẽ giấu ở trong quạt này. Đấy, còn cái này thì mình sẽ để trên bên ngoài này, đấy, ngoài tường hoặc cái gì đó đây. Họ đã bọc sẵn cái bi lông cho mình để tránh mình động tay trực tiếp vào đây, nó sẽ làm hỏng mạch nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có những cái rắc cắm cho mình này. Đây nha mọi người nhé. Đây để mình sẽ zoom lên cho anh em xem nhìn cho rõ hơn. Ok các bạn, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đấu nha. Nói chung là cách đấu thì cũng hết sức là đơn giản. Và trên cái chỗ mua này họ cũng để cái sơ đồ của các bạn. Đó, mình sẽ để cái sơ đồ trên màn hình này. Nhưng mà các bạn nhìn vào đây thì AC1, AC2 đây là hai điện 220 vào này. Cổng com này. Và cổng com là cái cổng dây nguồn chung đấy các bạn. Dây nguồn chung cho động cơ thứ các bạn. Đấy, và đây là những cái số 1, số 2, số 3 thì tương đương đương với những cái số ở trên quạt các bạn, số mạnh, số nhẹ đấy thì nó sẽ cấp vào từng cái quận đồng khác nhau. Đấy, cái dây là SVKG này chính là cái dây mà sử dụng cho cái quạt nó quay đi quay lại các bạn. Đấy, cho cái motor quạt đấy. Nhưng mà cái quạt của mình thì hơn chục năm rồi nên là nó không có sử dụng motor nên là cái tính năng này thì mình sẽ bỏ đi các bạn. Đấy, chỉ sử dụng số 1, số 2, số 3 thôi. Đó, đấu mấy cái này vào là xong các bạn. Đó, và đây là cái điều khiển của nó này. Cũng khá là xịn sò nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành phải đi tháo cái quạt của mình xuống và đấu vào nha các bạn. Đây, giới thiệu với anh em một cái quả quạt siêu cổ đây. Quả quạt này thì quả Senco nó tầm khoảng hơn chục năm rồi. Cánh nó hơi bẩn tí anh em ạ. Cái lồng quạt thì mình cũng đã vứt đi luôn rồi. Bây giờ thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành độ lại cho nó thành một cái quạt điều khiển từ xa nhá. Cho nó xịn sò hơn nha các bạn. Đấy, cái loại này là loại giật dây này. Đấy. Hôm nay thì độ lên cái gọi là cái điều khiển từ xa và vệ sinh luôn cho nó sạch sẽ nha mọi người. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành tháo ra để còn vệ sinh nhá. Cái quạt này thì mình cũng mới vệ sinh được tầm khoảng mấy tháng trước mà không hiểu sao mà nó lại hút bụi như thế. Vậy hôm nay lại tiếp tục tháo ra vệ sinh lại. Trời ơi. Đúng là quạt hơn chục năm các bạn ạ. Hôm nay thì lại được thay cái núp mới nha các bạn, cái này nó hỏng luôn rồi. Ok các bạn nhá, rất là nhanh thôi, vậy là mình đã đấu xong rồi. Ở đây thì nó sẽ cũng nói chung là nhưng mà nói chung là rất là đơn giản nha mọi người. Ở đây thì mình đấu đấu lại cái dây này cái nó tụt ra. Đây mình sẽ xoắn hai cái dây này lại nhau nhá. Thì nó rất là đơn giản, ở trên này thì nó có cái của mình là cái hộp số dẫn nha mọi người. Đấy, con này cổ lắm rồi. Đấy, ba số.
một hai ba dây, một dây đỏ tức là một cái dây dây kiểu như dây nguồn các bạn, ba cái dây, ba dây số nối tới ba cuộn dây của cái motor này. Mọi người cắt ra ba cái dây này thì mọi người đấu vào số 1, 2, 3 này đấy, còn cái dây com này thì mọi người đấu cái dây đen của quạt này và cái dây của một cái dây tụ, dây màu xanh này các bạn, nối chung lại và đấu vào dây com này. Hai dây này là dây nguồn vào đỏ đen, đấu sao cũng được tại vì nó là điện AC. Còn cái SVKG này chính là cái rắc để mọi người đấu cái vào cái motor để còn quay trái quay phải các bạn, nhưng mà quạt này thì không có motor đấy nên là mình không có đấu. Nói chung là đơn giản như vậy thôi. Trong vòng tầm khoảng 5 tới 10 phút là mọi người có thể biến một cái chiếc quạt cổ thành một cái chiếc quạt điều khiển từ xa rất là xịn sò nha anh em. Anh em chờ mình một tí để mình buộc đốt cái dây này lại, không mình test cho anh em xem nhé. Bật xem nó có lên không. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào nha. Trước khi gọi lắp vào mình sẽ tiến hành cắm điện vào. Đó, ok anh em nhá. Tít một cái ở đây nó có đèn này. Đó, đây là cái bảng tín hiệu nó này. Trên này thì có cái mắt hồng ngoại để mọi người có thể điều khiển nha. Đấy, đây là cái điều khiển nó này. Bật lên. Wow, rất là nhạy luôn các bạn ạ. Chạy luôn này. Bật tắt. Thay đổi chế độ số. 1, 2, 3. Bấm 3 lần là lên 3. Đó. Đó, còn cái này là hẹn giờ này các bạn này. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ nha các bạn. Và cái chế độ quay trái quay phải các bạn ạ. Đấy, nhưng mà của mình không có quay trái quay phải nha. Tắt. Đó các bạn, rất là nhạy luôn anh em ạ. Ok các bạn, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành dán lại nhá. Đấy, các bạn sử dụng cái keo nến các bạn dán lại cho nó cố định là nó sẽ bền. Đấy, tránh là trường hợp mọi người di chuyển là nó hay bị lắc lư các thứ thì nó hơi nguy hiểm. Đấy, mình sẽ sử dụng cái dây rút này mình rút nó lại nha. Xong rồi thì mình sẽ tiến hành dán nó lại cho nó chắc. Đó, còn cái mạch này thì mọi người để lòi ra ngoài nhé, mọi người có thể dán vào tường hoặc là dán lên cái quạt này luôn cũng được. Thì mọi người không có điều khiển thì mọi người có thể bấm trực tiếp trên cái nút này. Đấy, không có điều khiển thì bấm trực tiếp trên cái nút cũng được. Đấy, nó cũng có các chế độ. Đây. Nhưng mà có điều khiển thì mọi người bấm điều khiển thì rất là tiện luôn. Đấy, bây giờ mình cắt luôn cái dây này đi nhá. Đấy. Bây giờ ai còn giật 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 này nữa. Bây giờ là sử dụng remote điều khiển từ xa. Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong rồi một cái chiếc quạt điều khiển từ xa. Và đây là khi mà mình đã đi dây ra ngoài nhá. Mọi người có thể dán lên tường hoặc dán luôn lên quạt này. Nó có cái bọc cũng khá là an toàn nha mọi người. Mọi người không tìm thấy điều khiển remote, mọi người có thể bấm vào đây. 1 2 3. Đó. Đây là cái chế độ gọi là quay trái quay phải này, mọi người giữ tầm 3 giây nha. Đó. Tắt đi này. Nhưng mà hình như không bấm hẹn giờ được mọi người ạ. Đó. Hẹn giờ là chỉ có trên này thôi. Đây các bạn nhá, có tính năng hẹn giờ này. Đó, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ nha các bạn. Đó, 4 giờ. Tắt. Đây là chỉnh độ tốc độ. Đó, rất là nhạy nha. Tắt bật nha. Mình sẽ tiến ra xa cho anh em xem. Rồi. Nói chung là cái này thì có thể chạy được khắp phòng luôn rồi. Bật lên. Thay đổi tốc độ. Đó. Mới là không có quay trái có phải thôi. Thích độ quay trái quay phải thì lắp thêm cái motor tầm khoảng 30k nữa là quay được trái quay phải nha mọi người. Nhưng mà nói chung là mình cũng để quạt này không có sử dụng quay trái quay phải, cũng rất là ok, thể quạt chạy cũng khá là êm nha mọi người. Đó, rất là mạnh luôn. Ok các bạn, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một cái video hướng dẫn cho mọi người cách chế một chiếc quạt cổ, chiếc quạt gần chục năm rồi, thành một cái chiếc quạt rất là xịn sò luôn, có cái điều khiển này rất là tiện dụng trong cuộc sống nha các bạn. Ok, và mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.